Mục đích của những nhịp cầu là nối hai bến bờ xa cách, hai bờ rạch, hai bờ kênh, hai bờ sông, hai bờ vực thẳm. Như thế, sứ mệnh của nó là nối lại, gắn lại, ráp lại, cho gặp lại, cho qua lại những gì trước đó đã cách nhau, xa nhau, vắng nhau, không qua lại được. Đời của những nhịp cầu là đời cùng chia sẻ, cùng quay quắt, cùng đắng cay với cả hai bến bờ xa nhau, cách nhau, chống nhau. Đời này cùng một lúc phải gắn liền, gắn chặt vào hai bên, hai bến, hai bờ. Đời ấy bỗng tự đánh mất cái đời riêng của mình để trở thành đời của hai đời khác nhau, đối kháng nhau. Và có thể nói thêm rằng, nhịp cầu đã mang lấy thân phận của cả hai bên. Đời của nhịp cầu là đời mang lấy bước chân của nhiều người, nhiều đoàn người, cả những đoàn vật của hai bến bờ ngày đêm qua lại. Nhịp cầu đón hết mọi bước chân. Có những bước chân nhẹ nhàng, có những bước chân hung bạo, có những bước chân xây dựng, nhưng cũng có những bước chân tàn phá. Với bất cứ bước chân nào, nhịp cầu vẫn âm thầm nằm im, rộng mở đón đưa khách qua lại. Đức Kitô là nhịp cầu ấy, nhịp cầu nối đất với trời. Nối đất tội lụy cần yêu thương với trời tràn ngập yêu thương. Đất cần trời, trời thương đất. Đất không lên tới trời vì đất thấp quá và đầy tội lụy. Trời không thể gặp đất vì trời xa thăm thẳm, lại thánh thiện khôn cùng. Phải có nhịp cầu cho hai bến bờ trời đất quá xa nhau được gặp nhau. Phải cần đến nhịp cầu cho đất yêu được trời, cho trời ôm được đất. Chấp nhận làm nhịp cầu nối đất trời, Đức Kitô đã cắm sâu đời mình vừa trên trời vừa dưới đất. Cắm sâu trên trời vì Ngài là Thiên Chúa, cắm chặt dưới đất vì Ngài đã làm người và cắm lều cư ngụ giữa chúng. Để trung thành với sứ mệnh làm nhịp cầu này, Đức Kitô đã trở thành chiên Thiên Chúa và trên lưng Ngài nặng trĩu bước chân người qua lại. Là nhịp cầu giao hòa, Đức Kitô phải trở thành của lễ để xóa tội con người và tái tạo dây liên lạc giữa Thiên Chúa và con người. Của lễ ấy chỉ có Ngài mới có thể trở thành, vì phải là của lễ tuyệt đối dành cho một Thiên Chúa tuyệt đối. Tính cách tuyệt đối trong của lễ đã được nói lên qua cái chết của Đức Kitô, con Thiên Chúa là người. Cùng với Đức Kitô, còn rất nhiều nhịp cầu khác. Những nhịp cầu đang tìm nối lại bến bờ của những trái tim rực lửa hận thù, những gia đình đang tan vỡ, những hạnh phúc đã cách xa. Họ mang lấy nỗi đau và thất bại của cả hai bến bờ, và âm thầm lấy đời mình làm những nhịp cầu nối lại niềm cảm thông, kết lại ân tình, che dệt tình yêu đã mất. Họ là những người thợ tận tụy cho hạnh phúc của người khác, hy sinh cho người khác khi cúi xuống làm những nhịp cầu khiêm hạ, không tên tuổi.